Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Núp. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay hiện tại là Núp đang có mặt ở... cái này ở đâu ta? Chả biết là ở đâu nữa các bạn ơi. Ui, có hẳn cái công viên cho sở thú to chả bán lửa luôn này. Ui giời ơi, khổ quá cơ. Mình dạo này lại hết tiền rồi. Đấy, nghèo rồi các bạn. Thế là đâm ra là đang định chạy sang nhà Khang để vay ít tiền các bạn. Đó, nhưng mà Khang lại gọi nhắn cho mình cái địa chỉ ở đây. Thôi mình đi tìm thanh niên Khang nó xem ở đâu nào. Đó, ui, sao đây, sở thú lại còn có cả bò sữa này. Ui, con khỉ kìa. Xịn thật, trời ơi. Chả biết đây là họ hàng anh em gì nhà Khang nữa bạn ơi. Có nguyên cái sở thú ở trong nhà luôn. Ôi ôi, đây hình như là đây là nhà này nhà của Khang ở ấy. Khang ơi, đâu ai? Khang đâu ai? Có ai nhà không nhở? Có. Ê. Ôi Khang ơi, mở cửa anh với, anh Núp đây. Đây. Ôi. Welcome to Mayu. Ui giời, Mayu. Trời ơi, này sao có cái sở thú to chà bá lửa bên kia này. À, đây là cái nơi mà tụ tập tất cả dòng họ em về đây chơi Núp. Ui, chơi có cuối tuần luôn à. Ui. Giàu thật. Ui có bàn bi ai các thứ này. Ua. À, đúng kiểu nhà họ hàng nhà Khang giàu dã man các bạn. Ừ thế mà giàu thế này thì ừ thế đấy thì ngày hôm nay thì anh cũng đến với một lòng chân thành, một lòng gọi là thành tâm ấy. Thì Khang có tiền không anh vay? Thế à, à đây à. Lần này chắc trong két còn đúng không? Trời ơi, Khang đúng là người hào phóng, mới vay cái nhẹ rồi đã cho luôn. Ui đầu ui két bằng vàng đúng không ạ? Nhìn biết chất lượng rồi. Trời ơi két được đúc bằng vàng. Ui giời ơi, chân nhà em không có gì. Ui to như cái nhà mày luôn được sao? Ôi, không biết như này đủ gì nốt, chắc còn như đấy. Trời ơi, có 2 block diamond, 2 block ruby, mỗi loại 2 block không được. Trời ơi. Chứ đủ à? Không đủ, ít quá. Hết nhờ. Trời ơi. Chú em no nhờ, như chú em đâu ta? À, như ông đứng ngoài kia kìa, đây. Đây đây, chú em à là creeper. Cái gì chú em là chú em nghe nói là chú em là creeper. Cái gì creeper? Ừ, nhà em nói chung là màu xanh lá là dòng họ nhà em hết á. Trời ơi, mà đứng đó, gần chú này không, thấy ông này không? Đó, mặt tập về màu xanh lá luôn. Nhưng mà ông này là Oxin, nhưng mà nhà họ nhà em. Bác này có giống chú đầu luôn, đẳng cấp thật. Đây, hãy đi vào bên đây này. Mà đứng gần bác đấy, người lạ bên đây có nổ cho banh người không đây? À, không nổ đâu, chú em mà yên tâm. Trời ơi, ui, bên này có khỉ vượn kêu, xin thế nhờ, quả vườn thú chắc phải tỷ đô mất. Rồi nghe nói là mốt chuẩn bị mua mega London ấy, cá mập khủng lồ ấy. Bên này có cái gì đây? Ui bên này có khỉ đó bạn ơi. Trời ơi, đối ơi, vượn tinh tinh. Đây là tinh tinh. Đấy. Ui kia. Chú em này. Trời ơi, chú em hay đứng như này canh gác lắm. Ui, biết thôi, sao thôi, anh không dám lên đâu. Em nói chuyện đi chứ bây giờ anh lên đâu chú em. Ui, nổi cái chết quá. Để em nói chuyện rồi. Chú ơi, ui, có bạn cháu tới đây chơi ấy, nên là qua chào hỏi chú xí. Lên đây, căng thẳng thế. Trời ơi. Chú hết đứng yên vậy đúng không ạ? Trời ơi. Ui, lại gần nó sao đây? Ui, cháu chào chú. Ê. Ê. Ê chú rồi hết thơm đấy. Ôi giời chú bị kẹt rồi. Ui. Trời ơi. Đây? Sao rõ ràng vừa lại gần creeper cái nổ quen một cái sao đi ra đây là đâu? Sao lại ra giữa Thái Bình Dương này à Khang? À, để em đứng nói chuyện coi. Ôi chú ơi sao bị mày luôn rồi chú ơi. Ui, có cái mắt. À. Ổng kêu là bây giờ là muốn mượn tiền của ổng ấy. Đúng không ạ? Đấy thì phải trải qua thử thách. À, ua. Trải qua thử thách. Chú lại cũng vô tính nhỉ? Trời ơi mà. Thôi được rồi. Ui, lại còn phải trải qua thử thách nữa các bạn ơi, để chắc là để lấy lòng tin thôi mà. Thôi không sao, mình người gọi là dễ tin tưởng mà. Trời, chú không tin thì cũng đây. Cho tao cái gì đây? Có bộ đồ. Ui, để nói chuyện với cả cái bác này là cái gì đây? Ui. Chào bạn. Nếu bạn muốn giải cứu gọi là creeper. Ui, thì bạn hãy ở cái thuyền ở trên kia. Mình sẽ phải lấy cho anh ta một cái map các bạn ơi, cái bản đồ. Ai ạ? Trời ơi. Chưa đi đâu rồi. Núp xuất hiện ở đâu này? Ui, nó bơi về đâu ấy. Ui, núp qua đây núp ơi. Ui, để em lấy cano, em quay cano đi. Trời ơi, chưa gì. Đang đọc theo cái thử thách đó diễn ra bị bắn nó sưng đầu rồi. Ui giời. Cano. Từ ai là núp chưa thấy lấy vũ khí đâu rồi. Ui giời. Chạy. Ui giời. Sao thử thách khó nhỉ? Khó thế. Trời ơi, đâu sẽ là áo giáp nhưng mặc vô. Rồi, con Khang bắn nó lúng đầu luôn. Đi luôn rồi. Ui. Ai
Bơi qua đây. Bắn nữa được không? Ủa, Khang lấy vũ khí chưa? Đây em lấy rồi này đúng không ạ? À, cái gì đây? Mình được chưa lấy giáp thôi, lấy cho em nhận, giáp thôi. Nhận, nhận. Lên đây lấy đi, để em bắn đấy. Rồi, hay quá. Lên đây đi. Ui. Ui, có cả cano luôn. Wow. Chú em đầu tư lắm. À luôn, xịn thật đấy, đầu tư thử thách kia đây. Rồi, đây. Ui, cái này hình như cano đi là hai người ra Khang ra đây lái chở đi này. Nói chung là thử thách đầu tiên của bọn mình là phải lên cái gọi là cái con tàu này các bạn đó, để chúng ta có thể là lấy được cái bản đồ mang về cho gọi là người lính kia. Ui. Yo, xuống. Ui, có bản bazooka. Nhòn mấy chúng tôi. Ui, rồi đi luôn kìa. Quéo luôn. Đi mở cửa, hình như chúng ta sẽ phải tìm. Ui, không. Nhờn với chúng tôi à? Ui giời. Đóng cửa lại. Rồi, ok, đi tìm xuống. Đây còn cửa này. Ở đây có cửa. Ôi. Nhờn với chúng tôi à? Nhờn này. Không dính kìa. Lao. À, Như lao. Ui giời. Có yêu đúng rồi, có yêu. Chẳng có gì luôn. Giờ vậy. Trời đất ơi. Đóng lại nhóm lại đúng rồi. Ai đi xuống dưới tầng hầm chắc là để đi xuống. Ở tầng hầm. Mở từng cửa một nhát đi cùng nhau nhá. Cẩn thận nhá. Ô, không có ai đây này. Không ai à? Ô. Ui, có súng này. Có cả súng này. Wow. Chiến luôn. Ừ, có súng lấy liền. Ui. À thằng nào súng vào. Ồ đi. Đi tiếp đây. Qua bên này chắc có người đấy. Để ý nào. Check. Ôi. Ô, không có người. Ui, lại có súng này, súng lửa đây. Súng lửa. Súng luôn đây. Ok luôn bạn ơi, uy tín luôn. Ui, vậy chắc ở trên có đúng không ạ? Nãy có cái cầu thang ở trên nữa. Đúng rồi, ở đây là tầng hầm mà toàn vũ khí rồi. Đâu rồi, đi lên. Đây. Nào. Ui, nó mới chạy xuống, nó chạy, thấy em nó chạy lên rồi. Đâu. Nhòn ôi với ôi. Chúng tôi. Ui. Ôi, ai. Láo này. Có gì đây? Không có gì luôn đúng không? Có gì luôn à? Chạy ngoài rồi, đóng cửa lại. Đúng rồi, chạy ngoài rồi, đóng cửa lại nữa. Ai? Bên này nhiều quá. Đúng rồi, cho anh nạp đạn. Giỡn mặt. Ôi, nó đông quá. Ui dạ. Nhờn với chúng tôi, không ổn rồi. Nó toàn hồi sinh ra rồi. Từ đó là mình phải đi tìm. Ui, cái ngủ. Lên trên. Trên. Nhờn với chúng tôi à. Hay quá đúng rồi, hay quá. Kiểm kiểm tra nhau đi, không được đi bùn nữa. Này thì khó thế. À, lại mình người tay đạn đã. Ui. Đừng bắn em nữa. Trời ơi. Đừng bắn, thích bắn cao. Bắn tôi nữa. Đúng rồi. Thích bắn cao. Này, em lấy cái này em gõ đầu luôn. Đó, gõ đi. Đó, chả có gì dưới này. Thôi leo. Gõ dưới đầu. Rồi. Ui, gõ. Rồi, Khang đi ngủ mới dù ba này. Không chạy lẹ chứ. Ui chết, à trên nóc này là có một cái dương này. Đâu? Lên. Bản đồ ơi. Ui giời ơi, khó dã man. Rồi ok. Để mình. Ôi, tụi nó bắn nhau luôn rồi. Rồi, tụi nó bắn nhau. Bắn nhau luôn rồi. Đây, mình nhảy xuống đây mà. Nhảy xuống luôn. Lấy cano đi luôn. Đây. Đúng rồi, lấy luôn. Đi luôn. Run. Lên. Đi rồi. Lùi. No. Ôi, trời thống cái đâu nó. Lên. Đi. Luôn cái thử thách đầu tiên sao chú. Sao chú em đặt thử thách khó này với tiên kiểu gì? Em nghe nói là mấy thử thách đầu khó thôi chứ mấy thử thách sao gì dễ dễ lắm. Ơi, mày có mỗi tiền mấy chục một sao tách kim cương thôi mà làm khó quá trời luôn. Rồi đấy là còn phải giải cứu chú ấy. Đây. Trời ơi, cháu mời chú. Được rồi. Vậy phải vô ôm chú đó cái. Trời ơi. Chú nó thích ôm. Đấy. Ôi, tới đâu nữa vậy? Ui ôi. Chưa cho tiền à? Trời ơi. Sao lại còn thử thách nữa đây? Ui trời ơi, sao ông nào không có mắt, không có mồm, không có mũi, không có gì hết này? Ôi, nhưng mà ông có chân này lúc à, ông có chân. Cái gì đây? Ui. Mấy con quái vật đã đang ngăn chặn lối này, bây giờ mình phải đến tìm cái gì sức mạnh đến từ mặt trời. Ui, vua mặt trời để lấy được cái sức mạnh mới có thể tiêu diệt bọn này phải qua thoát ra khỏi đây. Ui. Trời, bộ đồ gì đây? Bộ đồ phép thuật. Ui. Lại còn thế nữa cơ ạ. Rồi ok. Hạ bây giờ anh đã biết cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đây hình như là kia kìa. Lúc thấy xa cái kia có thấy vua mặt trời kìa. Cái ông đầu nhẹ nhẹ kìa. Nói lắm kìa. Chúng ta mới có được sức mạnh và tiêu diệt một con quái vật cây này. Đi. Ui. Kì đây. Ui. Trên trời có mấy cái tia ánh sáng kìa. Né rồi. Đau quá. Ai à, cháy rồi. Ai bỏng. Cái ông này em chắc luôn. Ông ngồi không ổng ăn nè. Bụng bự rồi bá luôn kìa. Ờ nóng quá. Chạy đi. Ông có đồ đệ đúng không? Ông có đồ đệ. Đồ đệ mà chú gọi tớ á. Lao vào đánh vào cái bụng của ông đấy đi. Đồ đệ. Ôi ôi. Đồ đệ ông đấy ghê quá.
bộ bóng trưởng ra luôn kìa. Trời ơi, ui, hôm nay chắc nhiều mỡ lắm. Ui. Ô, chết qua rồi. Chết rồi nè. Wow. Ui, rớt cái gì nè. Ui. Nuốt được cái gì đây? Ui, còn được cái rương này. À, đây là cái sức mạnh đến từ mặt trời này. Bây giờ chúng ta dùng một cái là ui. Như này, như này. Nè. Ui. 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 Đây nè. Ui. Ôi, cái này qua dưới được mấy cái cây ăn thịt nó núp à. Đây, quay lại chỗ kia tiêu diệt mấy con cây quái vật cây ăn thịt nào. Nãy dám cạp em. Thôi mấy cái chỗ này bị năng lượng mặt trời nét lẹt luôn. Bốc khói luôn các bạn. Rồi, mấy con quái vật cây xem sức mạnh của ta đây. Ui lại gần nó chui ra kìa. Sợ thật. Rồi quéo luôn. Mùa đây. Ôi chết rồi, hết sức mạnh rồi. À đây. Ui. Lão với chúng tôi à, thôi đi. Hình như là mở một đường đi là được vào đây, chúng ta cứ đi men theo. Thế ra để anh sử dụng cái sức mạnh này. Đúng rồi. Nhìn chúng tôi này, trời ơi, quái. Đỏ vô đầu quái này. Quái cây. Đỏ vô cái. Không đánh được, nó mổ mình. Nó không đánh được. Ôi, rồi quéo rồi. À. Ôi giời. Ôi con này láo. Ôi nhiều thật sự luôn rồi. Ui nhiều thế, trời ơi. Dừng cây. Ôi lại gần lại nó chui cái đầu ra. Rồi ok, không sao, đi. Wow. Ui, mình cứ đi theo men theo cái ngọn núi này là được. Ui giời ơi. Ở bên kia hay có cái khu mỏ kìa. Đâu? Nè. Đâu. Ui. Ui. À. Đi thế thì cứ đi theo con này đấy. Ui. Ở đây. Ui. Mình nha, tiêu diệt con này đấy nha. Ui, sức mạnh mặt trời đâu rồi. Ui, hình như vào bóng dâm không có. Thôi, chạy hẳn vô đi, nó chạy hẳn vô. Đó, chạy thằng nó mổ chết quá làm sao. Chạy luôn. Không được. Có sức mạnh mặt trời tiêu diệt nó ngay. Đấy, cho nó đỡ mổ. Rồi. Có cái cây không vậy? Cây này chết rồi. Ô, chú kìa. Ôi, chú ơi. Tới rồi, ôm chú cắn nữa. Cho cháu vay đi, đừng từ khó thế. Trời ơi, chú ơi. Ây. Rồi. Mày đi đâu cái này? Ui. Ông ngoài này sao có mấy cái gì đây? Quái vật bí ngô, đầu bí ngô này. Ui, có một con nhớt đây này. Có con rồng nữa kìa. Đã xem là cái gì đấy. Hello, cái gì đây? Ui. À, cái bác này nói rằng là đội quân bí ngô nó đã phá đến đây và nó phá hủy tiêu diệt những con rồng. Ui. Bây giờ là mình sẽ phải tiêu diệt giải cứu. Ui, sao mấy bác này đứng đây đây? Mấy ông này bị nhốt hay gì đó. Mấy ông này sợ á. À đây rồi, chúng ta có những cái vũ khí này. Ui làm chiến binh à, hiệp sĩ. À, những cái vũ khí này là được gọi là lấy từ mấy cái con quái vật bí ngô này ở đây nghiên cứu là được này. Ui, bây giờ là mình sẽ phải dùng những cái vũ khí này và tiêu diệt những con quái vật bí ngô này. Ui, quả súng này, súng bắn ra cái gì đây? Ôi. À, bắn bí ngô, súng bắn bí ngô. Bắn này hay chạy luôn, chạy luôn. Tấn công cái đi. Ui. Trời ơi. Này thì không sao, cái thử thách này núp chấp nhận rồi, bởi vì núp rất thích rồng mà. Mấy con này dám gọi là bắt nạt rồng của ta. Trời ơi, sẽ cho biết tay. Ui ôi, à qua đây chú ở trên kia kìa. Trời ơi, chú đang đứng xem chúng ta kìa. Tiêu diệt nó đi lão này thì giỡn mặt này. Nhờ, dám nhốt chú của ta. Ui, tính ra cái súng này cũng có mạnh đâu. Bắn được vui à? Nó bắn vui. Bắn, trời ơi, hai con luôn. Quéo này, một con này các bạn. Ui, bắn. Tấn công, tiêu diệt. Wow. Con nào không ta? À, đây, con này chắc con chậm. Tiêu diệt hết đi. Con cuối cùng này là lao bên chỗ đúng rồi. Này, ui giời. Đúng rồi. Tiêu diệt. Này thì tấn. Hay quá. Ui, đúc được cái cần gạt này. Qua cứu chú. Đào. Đúng, mà giờ sao lên? Giờ sao leo lên cứu? Đấy, có cái cần gạt này. Bây giờ mình sẽ đặt vào block màu xanh này là thả chú xuống. Ui giời, chú xuống. Chưa cái chân chứ. Đâu chú cho cháu vay tiền đấy chú ơi. Trời, chưa cho vay à? Ôi. Mình với cả Khang ôm không biết bao nhiêu lần chú không cho các bạn ơi. Tắc kè luôn ạ. Trời ơi. Tắc kè xanh. Ui. Mình ở đâu mà lại có cả thần đèn này? Wow. Thần đèn. Thần đèn à? Thằng đèn gì vừa vậy? Nhìn mặt chú à. Nhìn mặt. Rồi cái đèn đâu? Rồi cái đèn còn đâu? Trời đất ơi, cái gì đây? Hello yeah. Ui. À, mình sẽ phải cưỡi những cái tấm thảm này và thoát ra khỏi đây. Ui giời ơi, thôi cưỡi tấm thảm màu vàng đây. Đây. Chúng ta đây sẽ phải đây. Ui giời. Trời ơi. Nên đi dễ mà. Bay thôi à. Ui có ai đâu. Ui giời. Ui giời. Ui cái biển. Ai à?
Ui, phải né 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 né. Ra vậy ạ. Ui ui, nhìn này, nhìn lúc biểu diễn thảm thế này. Thôi, khét lẹt luôn. Ôi ôi. Ôi, cu khét lẹt luôn. Bốc 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 đầu à. Bốc đầu. Xong rồi. Ê, chưa. À con kìa. Ờ con. Ui. Ui ui. Trời ơi, đã bảo rồi. Nào. No, phải cẩn thận nha, trời ơi, con mình có thảm đấy. Ui, sợ thật. Trời ơi, khang té ngựa luôn. Ờ, ủa đó bạn ơi, mình sẽ phải đi cẩn thận. Ui, chỗ này là có cả UFO đâu cả. Ui, người ngoài hành tinh. Ngoài hành tinh này luôn. Nè. Sợ thật nha. Nè. Cẩn thận đợt là không được rồi. Ui, chỗ này có cái hẻm núi, vách núi hẹp luôn này. À, có kim tự tháp. Rồi, đây ôi, đây, đến nơi, qua đây. Ui. Đây. Ui, chú Khang chờ đây các bạn ơi. À, lớn chứ mình cứ tưởng là dễ cơ, hóa ra bắn tỷ lệ trúng cao phết đấy. Ai? Ui, chào chú. Trời ơi. Chú cho cháu mượn được không? Ai? Ấy. Ủa, chưa kịp nói xong. Ai? Rồi, sao cho chú này nữa rồi? Ui, lại đâu này? Ông nào kìa? Ui, coi chừng ông kia đánh luôn ơi. Không đọc dám ông ngoài đánh rồi đấy. Ờ ha, tự anh nấp rồi. Cứ lại gần rồi. Hình như là bác này là đứng đây chờ mình ra ấy. Cái gì đây? Hello, next room. Ui dồi ôi, đây là cái thử thách cuối cùng ở sau cái cánh cửa này. Trời ơi, chúc mày may mắn khi mày ấn cái nút. Trời ơi, tôi sợ nó vậy. Ui, ấy, mở cửa kìa. Wow, nhìn như kiểu là thời cổ đại luôn quá ơi, mở mở. Nhìn giống đi tìm kho báo mà lúc. Anh đang thấy rằng là có những cái con kia nó cầm đứng kìa. Ui, ui. Trời ơi, nó ném trong kìa. Ai ơi, đau lắm, nó ném cái gì kìa. Ui, đứng này núp coi coi. À, hình như là chúng ta phải chạy thoát ra khỏi cái khu vực hầm ngục này. Ui, chạy đua nữa hả? Ờ, đúng rồi, phải né đạn nữa. Ui rồi, tempo run. Chạy luôn. Ui, cái này thổi. Cái đấy hình như thổi đấy. Chạy đi, run. No. Ôi, đây có chỗ nghỉ ngơi à? Khó khăn. Ôi, khó quá các bạn ơi, bây giờ. Chúng ta lại còn phải căn. Rồi, run. Ok, chạy được rồi, đừng thổi, ừ, may quá. Cố lên. Đây, đang cố đấy, cố mãi đấy. Ừ, anh em phải chờ. Ôi ơi, ai rồi? Ai rồi? Ai, khó thế nhỉ? Run. Chạy thôi. Trời ơi. Cái này phải chạy từ từ. Rồi anh em lại các bạn đấy. Tính đi kia bị thổi như đóng băng. Trời ơi, đóng băng luôn. Ồ, ra mà luôn sau cái cuối cùng vay được cái tiền luôn. Ủa, chú của ta thôi mà khó thế. À, nè. Chắc này cộng, chắc này chắc mấy này chú đang thiếu tiền nữa. Chú chưa muốn cho lắm. Rồi, chạy các bạn ơi. Được rồi. Đóng băng rồi. No. Rồi, đến rồi. Đây. Ok, rồi mình đứng đây đã. Khó quá các bạn ơi. Úi, đây. Mình lại còn phải canh với cả mấy cái bẫy này nữa các bạn ạ. À. Khó đúng chịu rồi. Thật sự. Ôi em đã sắp tới rồi nè. Ok. Ừ, từ đó mình quay lại đó. Ghê quá. Ôi em núp vô cái tường đúng không? Đây ừ, đang phải núp vô cái tường ơi. À không thì mấy cái con quái vật kia nó bắn nó lủng đầu ấy. Run, no, đừng thôi. Yeah. Mày quá. Em lên tới nóc rồi đúng không? Ui, tụi này giật bắn kìa. Ai đang chạy đây. Ghê quá, đứng này núp mới được. Quá các bạn ơi. Chạy. Em đúp rồi. Ôi đừng bắn nữa mấy anh ơi. Cố lên. Đừng bắn nữa. Mệt quá trời. Ui sắp qua rồi. Trên này cũng nó dễ chịu hơn ở bạn đây. Trên này ít bị bắn rồi. Trên nên nó bắn tới. Ran. Bắn đây. Bắn đây. Quá rồi. Rồi ok qua rồi. Thế như Khang đi đâu rồi? Trốn đi. Được rồi. Hình như vẫn còn thử thách nữa đây. Ôi. Đi. Còn đi nữa à? Ôi, coi như đạp bẫy đúng không? Nghỉ lắm. Đi. Cẩn thận nha. Nhảy lên. Cứ đi cách xa nhau ra để anh đi trước. Có gì là anh té gãy giò trước thì còn mà tránh. Ui, thế cái này cứ dễ thế nào ấy? Cẩn thận nha. Ui, có cánh cửa ngoài kia kìa. Ui, thấy được thế giới bên ngoài rồi. Trời ơi, đợi. Trời ơi. Ôi chú kìa. Cái tượng đài của Creeper luôn. Ôi chú em to thế nhỉ. Wow. Ui có gấu luôn nè. Ui chắc đây là cái tượng đài cuối cùng mà chúng ta vào chúng ta ôm một cái là chúng ta sẽ được tiền đấy. Đi. Lên ôm chú phát nữa nào. Trời ơi. Ôm hơi nhiều rồi đấy. Được. Ghê thế nhỉ. Lên. Ui. Không lên. Thăng máy. Ui đi thăng máy luôn à. Trời ơi. Ơi chú Khang xây được quả này hơi chất nha. Ui xịn luôn. Ui.
Ui Dương đây này. Dương này. Ui giời ơi, đây rồi đúng rồi. Ui đấy chưa. Đấy tiền đây này. Trời ơi lấy chú em hào phóng lắm. Trời ơi. Đây 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 đây. Chú em nó chờ. Ui. Ui một đống luôn. À xứng xứng. Đúng thật là xứng đáng bỏ công đi vay nó phải thế này chứ trời ơi. Wow. Lấy hết chưa? Rồi đi vay rồi. Lấy rồi đúng không ạ? Ui chưa anh cửa. Ui về rồi. Trời ơi. Ui. Trời ơi, bạn thấy không? Cuối cùng thì mình cũng đã gọi là có được cái kho báu, nói chung là vay được tiền của chú của Khang rồi. Trời ơi, tuy rằng là nó hơi nhiều thử thách một tí thôi. Đúng rồi. Mình cứ từ đầu tưởng chú của Khang là một con gripper gọi là gây nỗi đáng sợ, hoảng sợ cho người khác cơ. Nhưng mà không, các bạn rất là thân thiện, bạn mỗi khi ôm một cái là chú sẽ đưa ra một cái thử thách của chúng ta phải hoàn thành. Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng thì cái ôm cuối cùng đã cho mình rất là nhiều kim cương các bạn. Ồ, các bạn thấy xịn sò không? Thì bạn hãy comment ở phía dưới nha. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của Khang ấn đăng ký hộ Khang nha. Và đừng quên là comment cái bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye.